Gia đình chị Hà Thị Uyên là hộ cận nghèo của xã Tân Dương, huyện Định Hóa. Nhà có 3 khẩu, chồng lại thường xuyên đau ốm. Thu nhập chính nhờ vào 3 sào ruộng. Được hỗ trợ một con bò cái sinh sản, giống Lai Xin, chất lượng cao. Với chị Uyên, đó là niềm mong mỏi nhiều năm nay. Để bò phát triển và sinh sản tốt, chị đã chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Mình không có vốn ra bỏ ra tiền ra mua một con bò ấy, thì bây giờ mình lại được hỗ trợ một con bò thì nó sinh sản thì cũng mừng lắm, vui lắm. Thì cũng nhà nước cũng cho đi tập huấn này, mình cũng biết cách chăn dắt, thì trong quá trình chăn dắt thì cũng không có gì khó khăn đâu. Gia đình cũng rất mong muốn là để nó sinh sản ra, xong là để bán, xong là có thu nhập để gia đình mình để vươn lên thoát nghèo. Cùng với chị Uyên, gia đình anh Nguyễn Văn Hằng cũng là một trong 26 hộ dân được nhận bò hỗ trợ của dự án. Theo anh Hằng, chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện tại địa phương, thức ăn cho bò dễ kiếm nên chi phí đầu tư chăm sóc không đáng kể. Gia đình nhà mình rất vui mà mình cũng muốn nuôi con bò để thoát cái hộ nghèo. So với con vật khác sẽ chăn nuôi hơn và mình tận dụng được cái nguồn cỏ mà gia đình mình có đất đai mình trồng cỏ được. Mình không phải đầu tư nhiều, nó dễ dàng hơn. Để đảm bảo mục tiêu của dự án đã đề ra, trước khi bàn giao bò giống sinh sản cho các hộ nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn cho các hộ dân về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng bò, việc sản xuất và chế biến một số loại thức ăn cho bò. Đến nay, 20 trên tổng số 26 con bò hỗ trợ đã mang thai và hoàn toàn khỏe mạnh. Bà con cũng rất là phấn khởi khi mà cung cấp được con bò, cái giống bò rất là to, hơn nữa là về con giống rất là đảm bảo, tạo được cái công ăn việc làm, giải quyết việc làm cho những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và tới nữa thì cũng rất là mong muốn khi mà các hộ gia đình mà chúng ta chăn thả bò như này mà có hiệu quả kinh tế, thì để mà làm cho là các cái hộ bên cạnh người ta cũng nhìn thấy là ở địa phương cái việc chăn nuôi bò này cũng đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Chính vì thế mà về quan điểm lãnh đạo là cũng sẽ nhân rộng cái mô hình này ra. Sau khi mà kết thúc dự án thì sẽ có rất là nhiều hộ nữa để tham gia cùng. Việc triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Tân Dương được coi là điều kiện thuận lợi đối với các hộ nghèo, giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, phát triển sinh kế, đồng thời khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.